Đây người ta hòa tan hoàn toàn 2,32 gam một oxit sắt có dạng là Fe2O bằng lượng dư H4 đặc nóng thì thu được chừng đó lấy khí SO2. Điều cầu chúng ta là oxit là. Đây em sẽ tính cho thầy mol của SO2 bằng bao nhiêu. Bằng 5 nhân 10 mũ trừ 3. Chúng ta biết là trong 3 oxit của sắt là FeO, Fe2O3 và Fe3O4, thì trong trường hợp này thì Fe2O3 chúng ta không sinh khí SO2, do đó chúng ta loại câu D. Và lưu ý đây là người ta cho khối lượng, có khối lượng thì chúng ta sẽ tìm được khối lượng mol. Bây giờ và khối lượng mol thì ở đây nó sẽ là khác nhau, do đó câu B không thể đúng được. Câu B chúng ta chỉ có thể đúng khi và chỉ khi người ta cho chúng ta là số mol. Và đây em sẽ dùng bảo toàn E. Mình dùng bảo toàn E này em ơi. Đối với oxit sắt FeSO2 với SO2 có liên hệ với nhau. FeSO2 này nó chỉ tăng từ 2 lên 3 thôi. Nha, như vậy là 1 tăng lên là 2. 1 nhân cho chúng ta lấy khối lượng là 2,32 chia M lớn là 56x cộng 16y bằng 2 nhân cho số mol kia là 5 nhân 10 mũ trừ 3. Từ đây em sẽ suy ra được là 56x cộng 16y bằng bao nhiêu. Bằng 232. 232 thì ở đây nó sẽ là gì? X phải bằng 3 không? Vì bằng 4 không? Tức là F3O4 không thể qua đây luôn đi. 56 nhân 3 cộng 16 nhân 4 thì đây đúng bằng 232. Có đúng ở đây mình là câu C. À, câu này thì ngoài cái làm như thầy thì sẽ không có cái làm tối ưu nào hơn cách này đâu. Được cho em. Rồi, bây giờ thầy sẽ nói cách khác cho bạn hiểu. Cái khác đây là chúng ta sử dụng phương pháp quy đổi. Cái này mình bài này mà làm bằng ba cách. Ở đây người ta cho chúng ta là FeSO2. Bây giờ thì để tìm được công thức oxit sắt thì chúng ta cần tìm tỷ lệ X trên Y. X là tương ứng với mol sắt và Y tương ứng với mol oxy. Đặt mol sắt là A mol, mol oxy là B mol. Rồi cái đó chúng ta chỉ cần tìm A và B là xong. Được chưa? Hỗn hợp này, cái câu oxit này chúng ta sẽ quy đổi về sắt và oxy. Hôm trước mình học có lý thuyết rồi, thì nói lại về lý thuyết này. Đây, mình đọc cho thầy 3.2 này. Đúng không ạ? Khi mình có hỗn hợp oxit sắt thì chúng ta sẽ quy đổi về Fe và oxy. Phương pháp này đúng cho mọi bài. Được chưa nào? Hãy nhớ điều đó, đúng cho mọi bài. Được chưa em nào? Rồi, như vậy khi đó để tìm oxit sắt thì trong này thầy Kim khá là rõ, đó là chúng ta chỉ cần tìm mol sắt và mol oxy là xong. Để tìm thì chúng ta sẽ áp dụng hai định luật bảo toàn E với là khối lượng hỗn hợp nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ở đây mình quy đổi về sắt và oxy. Để tác dụng với H2E4 đặc nóng. Thì đây nó sẽ tạo thành Fe2, SO4 tất cả 3 cộng SO2 cộng H2O. Mà đặt sắt là A mol, thằng này B mol. Mà SO2 là 5 nhân 10 mũ trừ 3. Khối lượng đây người ta cho chúng ta là 2,32 gam. Rồi chúng ta có hệ như thế này. Đầu tiên là khối lượng hỗn hợp 56A cộng 16B bằng 2,32. Trong phần này sắt của chúng ta là 0, oxy là 0. Sắt từ 0 lên dương 3 tăng lên. Lưu huỳnh ở trong H4 là dương 6 này. Về đây là dương 4 và giảm. Còn oxy chúng ta là từ 0 xuống trừ 2 giảm luôn. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta cái này nghe nha. Bây giờ chúng ta sẽ có giữa sắt oxy và SO2 có liên hệ với nhau qua bảo toàn E. Sắt của chúng ta là từ 0 đem 3 có cách là 3. Oxy chúng ta là từ 0 xuống trừ 2 và cách là 2. Còn đây từ 6 về 4 hoặc cách là 2. Cái đó mình sẽ có là 3A bằng 2B cộng 2 nhân cho 5 nhân 10 mũ trừ 3.
Từ đây em sẽ tính được A và tính được B. Tính cho thầy đây. Chúng ta có 56 này, 16 này, 2,32, 3. 2B chúng ta chuyển qua vế trái là trừ 2B. 2 nhân 5 nhân 11 trừ 3, tức là ở đây là 0,01. Này thầy nhắm được các bạn từ bấm này. 003 và 004. 003, 004. Cái đó lập tỷ số ở đây nó đúng bằng 3 trên 4. Và đây là tập số cuối cùng. Fe3O4. Trong hai cách này thì thầy sẽ khuyến khích các bạn sử dụng cách 1. Cách 1 của chúng ta là cách mạnh nhất. Tất nhiên là nó chỉ đúng trong cái bài toán này thôi. Còn nếu mà đúng nhiều cho nhiều bài, nhất là phương pháp quy đổi về xác vô si. Tuy nhiên là ngoài hai cách này thì thầy còn có thể gửi bạn một cách nữa, đó là cách chúng ta dựa vào phương trình phân tử. Và cách này thì được đánh giá là thấp nhất trong ba cách đối với bài toán này. Rồi, bây giờ thầy sẽ copy cái đề thầy nói lại cho bạn hiểu. Bây giờ thầy chỉ bạn thêm một cách nữa, đó là cách thứ ba. Trong ba cách này thì cách thứ ba này là cách tồi nhất. Rồi, chúng ta có là Fe(x)-OE đi tác dụng với H2, F4 đặt nóng. Ở đây mình lưu ý cho thầy là tất cả ở đây nó sẽ về mũi sóc 3. Fe2, F4 tất cả 3 cộng cho SO2 cộng H2O. Được chưa em? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cân bằng. Cái này thì chúng ta sẽ cần tìm tỷ lệ x trên y là xong. Số mol của lưu huỳnh SO2 đây là 5 nhân 10 mũ trừ 3, hoặc nếu bạn nào giỏi hơn thì bạn nghĩ là 0,005. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi cân bằng. Trừ 2. Oxy là trừ 2, trừ 2 nhân y là trừ 2y. Như vậy xác đây là 2 trên x. Xác bên Fe2, F4 tất cả 3 là xác 3, nó là dương 3. Lưu huỳnh trong H24 là dương 6. Về trong SO2 là dương 4. Như vậy bài này chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn E. Em có Fe(x)-OE và SO2 có liên hệ với nhau. Chúng ta thấy là sắc của chúng ta cao nhất là gì? Cao nhất là 3. Như vậy điều này chứng tỏ là gì? Từ 2 trên x mà lên 3 là tăng, đúng không ạ? Trong này có x sắc thay đổi, như vậy x này, đúng không ạ? Từ x 2y trên x mà lên 3 là tăng. Tăng đây là bao nhiêu? Tăng là đây là 3 trừ đi 2y trên x. Còn từ 6 về 4 thì khoảng cách đó là 2. Rồi, cái đó chúng ta ghi rõ ra thì chỗ này mình sẽ là gì? Cái đây là 3x trừ 2y, đây là 2. Cái đó em bắt chéo cho nhau, 2 về bên FSOE còn 3x trừ 2 về SO2. Tiếp tục chúng ta cân bằng sắt 2x, đây có 2 rồi nhân đây là x. Cái này chỉ dành cho học sinh lớp 8 thôi, lớp 9 thôi em ơi. Đi thi học sinh giỏi ở thi chuyên á, thì chúng ta dùng cái này, chứ còn ở đây không dùng. 3 lưu huỳnh này, 3x này, 3x cộng cho 3x là 6x. Đây có 1, như vậy đây là 6x. Chúng ta làm từ từ em nha. Tiếp tục đến y, y thì đây trừ 2y nhân 1 vẫn là trừ 2y. Đây có 1 thì đây là 6x trừ 2y. Như vậy nước bây giờ cũng là 6x trừ 2y vì nó là H2. Đây là số mol ấy đâu hai có, em sẽ tính được mol sắt 0,005, em nhân cho 2 thì chỗ này là 0,01 trên 3x trừ 2y. Được không em ạ? Cái đó mình sẽ có khối lượng mol này, ở đây là 56x cộng cho 16y sẽ bằng khối lượng để bài cho là 2,32 chia cho 0,01 trên 2 3x trừ 2y. Tính giúp thầy đây mời. Trên nhân ở đảo 2,32 này trên 0,01 này, nhân ở đảo lên là 3x trừ 2.
tương đương bên trái với lại 5 6 16 2,32 chia 0,01 rồi nhân cho 3 696x trừ 464y. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển x qua vế phải và y qua vế trái. Em tính cho thầy bằng bao nhiêu? Cộng cho 16 480 rồi chuyển cái 56 này qua vế phải, sau 40 từ đây chúng ta suy ra x trên y. X trên y bây giờ chúng ta lấy 640 x trên y đúng không em? Để lấy cho em nha, lấy 480 trên 640 thì cũng bằng 34. Suy ra nó là F34 đó hết. Cách này theo thầy đánh giá là cách này là cách dở nhất trong ba cách. Được chưa? Nếu mà bạn ít nhất là bạn phải làm được bằng cách 2, còn nếu bạn thông minh hơn làm cách 1 là hợp lý nhất. Như vậy có đúng, bây giờ mình chọn vẫn là câu C thôi.